Alo alo alo, các chị nhà mình ơi, tập trung hết vào để chụp một tiểu tập thể nào. Hết 5 phút rồi các chị em ơi. Hết 5 phút rồi. Hết 5 phút rồi các chị mình nhà mình ơi. Chị Hồng vào nhanh lên. Đợi chị em cái đã, không chị em thôi. Các chị ơi, đẩy hàng xuống cho em. Ngồi nhá, chị Hằng béo rồi, Hằng béo lớp mình đâu rồi, quần đùi đâu rồi, ok đúng rồi, đứng tốt, đúng rồi, đứng cho đấy cho em, đúng rồi, nào. Làm sao để dơ thì áo cờ đỏ sao vàng của mình ra nhá, dơ hết áo cờ đỏ sao vàng của mình ra. Chị Lan Anh ơi, chị phải vào giữa, Lan Anh, chị Ngọc, chị Phương. Chị Ngọc cao đâu rồi? Anh Thành, anh Tuấn đâu rồi? Các chị phải đứng ở giữa. Chị Ngọc ơi, chị lùn, chị lại cứ đòi ở đấy. Chị để nhường cho người cao. Không, chị Phương lên hàng đầu đi. Chị Phương lên hàng đầu đi, chị Phương ơi. Không. Thế sao? Chơi ở nhà chân chay hay chơi đeo xương dây đây.